mến chào tất cả các bạn của kênh Thái Nhí TV Các bạn thấy cái món gì đây không? À, đó là tôm tích đó các bạn Rất là to và rất là tươi luôn Thì hôm nay mình sẽ thay đổi một chút xíu về nguyên liệu à, Còn hương vị thì vẫn giữ nguyên à, Thì thông thường thì các bạn cũng biết rồi Lẩu thì có rất là nhiều loại lẩu à, Thường thì người ta sẽ nấu lẩu tôm người ta hay dùng tôm sú hoặc tôm thẻ và có thể là nấu lẩu tôm càng hoặc tôm hùm thì hôm nay mình sẽ đổi mới là mình sẽ sử dụng con tôm tích trong nấu ăn nó rất là khó ở cái công đoạn chọn nguyên liệu các bạn mình đây mình sẽ chọn những nguyên liệu tươi ngon và đặc biệt con tôm tích mình sẽ lựa con tôm tích to vì con tôm tích to nó có rất là nhiều thịt thì cái khâu lựa chọn nguyên liệu nếu các bạn không biết lựa chọn nguyên liệu tươi ngon thì các bạn có thể nhìn vào màu sắc của nguyên liệu mà các bạn lựa chọn. Cứ gao thì các bạn thấy màu sắc tươi đẹp thì các bạn sẽ chọn thì nó sẽ dễ chọn hơn. Thì quay lại chủ đề món ăn thì mình sẽ nấu cái lẩu đồng quê tôm tích nha các bạn. Mình sẽ chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Đây con tôm tích đây các bạn nhìn con tôm tích rất là to rất là tươi luôn và nguyên liệu chúng ta có rau nấm à, nấm linh chi nấm kim châm rau cần và một ít bông bí à, xả xả cây nha các bạn một ít đậu hành và một trái cà chua một ít bún một ít nước cốt me hành tỏi à, bột ngọt nước mắm đường bột niêm ít muối xả tế ít dầu ăn mình sẽ sơ chế một số nguyên liệu còn lại mình sẽ thái cà chua thì cà chua thì các bạn sẽ thái nhỏ như thế này thì một số căn bản một số cái nguyên liệu mình cũng đã sơ chế sẵn ra các bạn giống như là mình rửa sạch thì để đỡ mất thời gian Đó. mình thái hành cà chua thì các bạn thái nhỏ như vậy thì khi chúng ta xào lên thì nó sẽ ngon hơn đây hành lá thì mình sẽ cắt khúc và hành tím thì mình cũng sẽ thái nhỏ và bầm nhuyễn nha các bạn thì cái nước cốt me này thì mình cũng đã chuẩn bị mình mình bóp và vắt nước bỏ sát rồi cho đỡ mất thời gian thì công thức cũng như định lượng mình có để ở phần mô tả các bạn vui lòng vào phần mô tả xem nha các bạn nếu các bạn thấy video mình hay thì nhớ bấm nút đăng ký ủng hộ mình nha các bạn xả thì mình sẽ sắc lát và bầm sơ sơ cho nó nhuyễn xíu nha các bạn, mình sẽ sắc lát mỏng như thế này. Sau đó mình sẽ bầm lại một ít cho nó không cụ các bạn cũng không nên bầm nhuyễn quá để mình xào lên để mình lấy cái mùi thơm đó các bạn. Cái nước lẩu của mình nấu hôm nay thì sẽ không cay và có vị chua nhẹ. Nếu các bạn cay thì các bạn cho thêm ớt để cho cái nồi nước lẩu nó ngon nó ngọt nước thì mình cũng đã chuẩn bị một cái nồi nước xương để dùng để làm nước lẩu đó các bạn thì công đoạn sơ chế cơ bản mình cũng đã chuẩn bị xong và tiếp đến mình sẽ nấu nước lẩu mình sẽ chuẩn bị một cái nồi và cho vào đây một ít dầu và sau đó cho cái nguyên liệu vào hành xả các bạn mình sẽ cho vào xào cho cái xả nó thơm lên cái thời điểm này thì mình sẽ mở nhỏ lửa để sợ nó bị cháy cái nguyên liệu thì cái nồi nước lẩu chúng ta nó không có được thơm mà không được ngon đây mình xào nhỏ lửa xào cho cái hành cái xả nó thơm lên các bạn cứ xào nhỏ lửa từ từ sau đó mình sẽ cho cà chua vào mình sẽ cho cà chua vào cái xào tiếp để cho cái cà chua nó tạo màu đó các bạn nó tạo cái độ chua nhẹ nữa thì cái nồi nước lẩu chúng ta nó lên cái màu nó sẽ đẹp hơn tươi hơn mình sẽ xào sau đó là mình sẽ cho cái hũ xà tế vào xà tế này thì mình dùng xà tế tôm các bạn các bạn ra chợ cứ nói người ta bán cho mình một hũ sả tế tôm thì người ta sẽ bán hũ sả tế thì một cái nồi nước lẩu này thì mình nấu khoảng 2 lít 2 lít nước đó, sử dụng một hũ sả tế đây cái nước dùng mình đã lược lại và mình sẽ cho vào nồi đó, tính tới thời điểm này thì cái nồi nước lẩu của chúng ta gần hoàn thiện rồi đó các bạn chỉ còn công đoạn niêm niêm nếm vừa ăn và sau đó chúng ta sẽ ăn chính thức ăn là coi như cái món ăn gần như là hoàn thành mình sẽ cho gia vị vào thì phần công thức định lượng mình có để ở phần mô tả cho các bạn các bạn vào phần mô tả xem về cái công thức của định lượng các bạn nhìn thấy không màu sắc rất là đẹp luôn rất là tươi mình sẽ cho gia vị vào đây, đây gồm có đường muối, bột niêm, bột ngọt và một ít nước mắm. Đặc biệt các bạn nấu đồ nước thì các bạn chẳng hạn ví dụ các bạn nấu canh chẳng hạn thì của bạn cũng phải cho một vài giọt nước mắm vô thì cái nồi canh của chúng ta nó mới ngon. Cũng không cho nhiều quá. Nếu các bạn nấu mà các bạn cho nước mắm nhiều quá thì cái cái nước lẩu hoặc là cái nước canh nó sẽ bị có cái mùi chua không được ngon bây giờ thì mình chỉ việc đun sôi lên và nêm nếm vừa ăn coi như cái lẩu của mình đã xong rồi các bạn mình sẽ dọn ra và mời tất cả các bạn thưởng thức cùng với mình nha các bạn đây bún rau thì rau lẩu thì các bạn có thể dùng rau mà các bạn thích có thể các bạn sử dụng rau muống bào hoặc là rau muống cộng hoặc là có thể là các bạn sử dụng rau nhúc vì cái lẩu này là mình nấu cái lẩu chua nhưng mà mình nấu cái vị không cay như các bạn thì có thể trẻ em người lớn cũng ăn được còn nếu các bạn nào có ăn cay thì mình sẽ cho thêm ớt nếu các bạn thấy video hay hãy bấm like và bấm share để cho các bạn khác có thể xem và các bạn nhớ bấm nút đăng ký nhấn vào cái chuông để nhận thông báo khi mình có video mới nha các bạn thì video đến đây mình cũng xin tạm dừng mến chào tất cả các bạn chúc các bạn có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Bye bye các bạn.